một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Qua trang phục, có lẽ đây là một trong 11 môn phái của Võ Lâm. Cụ thể, chúng ta cần điều tra thêm. Vết thương khá sâu, tổn hại vào động mạch chủ dẫn đến mất máu quá nhiều. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Dựa vào các dấu giày xung quanh hiện trường, có thể thấy bọn chúng đông hơn về số lượng. Phát hiện một thi thể khác thưa quan. Đây là một băng cướp. Cổ phổ thanh mai bí quyết. Về phủ. Vâng đại nhân. Cổ phổ thánh mai. Điều này có ý nghĩa là gì? Tiếp chiêu. Sao ngươi không né? Ánh mắt của ngươi không có sát khí. Đánh gục thuộc hạ của ta mà trên lưỡi kiếm không có vết máu. Suy ra, ngươi chỉ đánh ngất họ. Không hổ danh là địch nhân huy. Ngươi được thiên hạ xưng tụng là thiên nhãn. Không gì có thể qua được ngươi. Các hạ quá lời. Xin hỏi ngài đây là... Ta là Võ Tuyến, được ban chỉ xuống để hỗ trợ vụ hỗn chiến. Với thực lực của thuộc hạ ngươi thì vẫn chưa đủ. Đây là lệnh bài. Tại hạ rất cảm kích. Cấp báo! Một tên trong cuộc hỗn chiến đã tỉnh dậy. Ai là người đã đả thương ngươi? Băng cướp Lạnh Sơn, bọn chúng rất tàn bạo. Vậy cổ phổ thánh mai bí quyết là gì? Đó là một quân bí kíp đã được tốn thời gian ở đây. Băng cướp Lãnh Sơn đang lộng hành bên ngoài. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì ta sẽ hành động một mình. Đại nhân, điều tra về băng cướp Lãnh Sơn. Đó là một băng cướp nổi tiếng khát máu ở khu vực phía tây. Mục tiêu lần này không phải ngân lượng, là cổ phổ. Cô thả chết tiệt. Biết điều thì giữ được mạng. Giải nó đi. Giao cuốn cổ phổ ra đây. Đến một mình thì ngươi quá xem thường ta rồi. Nguy rồi, đó là cận vệ của địch nhân huy. Giao cổ phổ ra đây. Được. Chết đi ả thôi. Sư tổ, có kẻ làm loạn ở phía tây. Phía Nam, phía Đông, phía Bắc, phía Tây, Quân. Từ Đại Hạ Cả, mau đến phía Tây, truy sát kẻ làm loạn cho ta. Vâng, sư tổ. Thank you.
cảm ơn huynh đã cứu ta một mạng. Ơn này ta sẽ mãi không quên. Cô nương không cần khách sáo. Người muốn cuốn cổ phủ ư? Ta mang đến cho người đấy. Cô nương, mau rời khỏi đây. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Có lẽ đã đến lúc ta phải rời đi rồi. Đa tạ. Không tiện. Tiếc cho người. Một đời liêm khiết lại bị chính triều đình phản bội. À, ta cũng là người của triều đình. Những ai biết về cổ phổ Thánh Mai bí quyết đều phải chết. Mặt trời lên đến đỉnh rồi. Buồn ra. Dậy mà xem thằng con ông đi. Nghỉ cái là cắm mặt vào game. Trung ơi. Trung. Thằng ba bạn gọi không trả lời à? Con đang chơi cứu ấm chân kinh. Tên nhân vật của con là? Là Địch Nhân Huy ạ. Con đang làm nhiệm vụ gì? Con đang làm nhiệm vụ để có được cổ phổ Thánh Mai bí quyết trong phiên bản mới nhất của con luôn lần này. Để bố. Bố có kinh nghiệm. Ồ, bố có skill gì đính vậy? Chả đẹp thì sao? Cửu âm chân kinh là giải game có đồ họa đẹp nhất trong Việt Nam game ở khu 2023 đấy. Chiêu này thất truyền lâu rồi, sao mà đỡ được? Không cấp độ, võ học thì đồ sộ. Ồ, map nào đây nhìn lạ thế? Giờ game update các map mới đó bố. Trời ảo ma Canada với một đống chiêu thức và nhân vật mới. Tha hồ mà xưng bá. Ta phải đi tìm tên khốn Võ Tuyến, lấy cổ phổ của ta. Kiểu âm chân kinh Tuyết Đỉnh kiếm hiệp nhập vai 3D trên PC. Chiến phiên bản mới, Quân Luân đại chiến để cùng tranh tài với Huy Nha. Chuẩn game kiếm hiệp kim dung, đồ họa 3D đỉnh cao, kho tàng võ học, nội công, kinh công đồ sộ. Tự do hành tẩu, không cấp độ, không kinh nghiệm, không giới hạn phát triển nhân vật. Bứt phá giới hạn, PK tự do, đấu trường sinh tồn, bang hội quyết chiến trường rực lửa, hoa sơn luận kiếm, tam minh tranh bá, thiên thê lôi đài. Cộng đồng vững mạnh, đông đảo, tài năng, nhiệt huyết. Cam kết lộ trình phát triển lâu dài, liên tục cập nhật phiên bản mới, luôn lắng nghe và hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể. Khẳng định vị thế, game kiếm hiệp Kim Dung trên PC độc tôn Việt Nam hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại.